Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, tin bão mới nhất của Rappler.com đã bác bỏ những thông tin được lan truyền về một siêu bão gần Biển Đông. Thông tin về siêu bão gần Biển Đông được một kênh YouTube lan truyền, trong đó nhấn mạnh, theo bản tin thời tiết mới nhất, tín hiệu cảnh báo số 4 đã được ban bố do siêu bão Enten. Tin bão ngày 26 tháng 8 của Rappler.com nhấn mạnh đây là thông tin sai. Bản tin chỉ rõ, video lan truyền về siêu bão Enten do một kênh YouTube có 68.000 người đăng ký lan truyền. Tới nay, video đã có hơn 2.600 lượt xem. Tiêu đề của video có nội dung siêu bão Enten rất mạnh, tín hiệu số 4, cập nhật thời tiết mới nhất ngày 26 tháng 8 năm 2024. Video sử dụng âm thanh từ bản tin dự báo thời tiết lúc 4 giờ sáng của Pagasa vào ngày 26 tháng 8. Dựa trên dự báo thời tiết do Cục Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines Pagasa công bố lúc 4 giờ chiều ngày 26 tháng 8, không có cơn bão nhiệt đới nào được theo dõi trong khu vực dự báo của Philippines. Siêu bão là loại bão nhiệt đới mạnh nhất. Pagasa dự báo có mưa rải rác và dông bão ở Nam Luzon, Visayas và Mindanao do gió mùa Tây Nam hoặc Habagat, trong khi đó các khu vực còn lại của Luzon có bão cục bộ. Các chuyên gia thời tiết của Pagasa cũng khẳng định không có siêu bão hoặc bất kỳ loại bão nhiệt đới nào khác nằm trong khu vực dự báo của Philippines. Các chuyên gia chỉ nói rằng có một cơn bão nhiệt đới đang được theo dõi bên ngoài khu vực dự báo của Philippines, bão Sunshine. Lần gần đây nhất, bão Sunshine cách Bắc Luzon 1.469 km về phía đông bắc. Dự báo, bão Sunshine không đi vào khu vực dự báo của Philippines vì đang hướng đến Nhật Bản. Dựa trên dữ liệu hiện tại, Pagasa không thấy bất kỳ cơn bão nhiệt đới nào phát triển bên trong hoặc đi vào khu vực dự báo của Philippines trong vài ngày tới. Theo các chuyên gia thời tiết, không có vùng áp thấp gần Biển Đông nào đang được Pagasa theo dõi. Cơn bão nhiệt đới gần đây nhất ở Philippines là bão nhiệt đới Dindo, Zomdari, đã rời khu vực dự báo của Philippines vào ngày 19 tháng 8. Thưa quý vị, theo dự báo mới nhất của chuyên gia về bão tại Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ Jack Bevan cho hay, không có cơn bão nhiệt đới nào dự kiến hình thành trong 7 ngày tới. Tuy nhiên, các nhà dự báo bão vẫn nhận định mùa bão Đại Tây Dương năm nay rất dữ dội. Các dấu hiệu đang cho thấy một đợt bão và áp thấp nhiệt đới dự kiến tăng tốc dữ dội trong những ngày sắp tới. Nhóm dự báo bão của Đại học Tiểu bang Colorado Mỹ nêu trong dự báo công bố tuần này, các điều kiện môi trường quy mô lớn dường như thuận lợi hơn cho hoạt động của bão nhiệt đới vào cuối tháng 8. Các mô hình máy tính cũng dự báo về một số khu vực có tiềm năng hình thành bão nhiệt đới vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, theo dự báo của Đại học Tiểu bang Colorado. Các nhà dự báo của AccuWeather thậm chí còn nêu cụ thể hơn trong dự báo bão công bố vào ngày 22 tháng 8. Chuyên gia về bão Alex Da Silva của AccuWeather và nhóm các chuyên gia khí tượng học của AccuWeather đang dự báo từ 6 đến 10 cơn bão được đặt tên xảy ra từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9. Trong nhóm dự báo bão cho mùa bão Đại Tây Dương 2024, các nhà dự báo bão liên bang đã dự đoán về một mùa bão dữ dội, có khả năng có tới 24 cơn bão được đặt tên, bao gồm cả đợt cơn bão đã hình thành từ đầu mùa bão tới nay. Một mùa bão Đại Tây Dương thông thường có 14 cơn bão được đặt tên, dựa trên dữ liệu thời tiết từ năm 1991 đến năm 2020. Mùa bão 2024 có thể được xếp hạng là một trong những mùa bận rộn nhất từng được ghi nhận. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ nêu trong báo cáo đầu tháng 8. Trong dự báo bão mới nhất, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ giảm nhẹ số lượng cơn bão được đặt tên, nhưng tăng khả năng có một mùa bão dữ dội hơn bình thường lên 90%. Cho đến thời điểm hiện tại của mùa bão 2024, 5 cơn bão được đặt tên đã hình thành ở Đại Tây Dương, trong khi mức trung bình cùng kỳ là 4 cơn bão. Mỹ đã chịu 2 đợt tấn công trực tiếp của siêu bão Beryl và bão số 4 Debbie. Matthew Rosengrant, chuyên gia dự báo thời tiết của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho biết, siêu bão Beryl đã phá vỡ nhiều kỷ lục lâu đời ở lưu vực Đại Tây Dương và chúng ta tiếp tục chứng kiến những dấu hiệu khí hậu đặc trưng của một mùa bão dữ dội. Ông Matthew Rosengrant giải thích, nhiệt độ mặt biển vẫn cao bất thường và La Nina vẫn được dự đoán sẽ xuất hiện trong mùa bão. Vì vậy, thời điểm để chuẩn bị là ngay từ bây giờ. Theo AccuWeather, nhiệt độ nước biển đang ở mức gần hoặc cao kỷ lục trên khắp Đại Tây Dương, Caribe và Vịnh Mexico. Nước biển nóng là nguồn nhiên liệu cho bão nhiệt đới và bão cuồng phong. Thêm vào đó, mô hình khí hậu La Nina vốn có xu hướng thúc đẩy bão ở Đại Tây Dương vẫn được dự kiến xảy ra vào cuối mùa bão. Trung tâm dự báo khí quyển Mỹ lưu ý, đỉnh điểm của mùa bão Đại Tây Dương thường là vào ngày 10 tháng 9. Thưa quý vị, theo thông tin từ tờ Japan Times, bão San San, cơn
cơn bão thứ 6 hình thành trong tháng 8, dự kiến sẽ trở thành cơn bão rất mạnh vào cuối tuần này. Cơn bão được dự báo sẽ mang mưa lớn và gió rất mạnh tới miền Tây và miền Đông Nhật Bản, gây gián đoạn nghiêm trọng cho giao thông công cộng. Tính đến 15 giờ 45 ngày 25 tháng 8 theo giờ địa phương, bão San San di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h, tốc độ gió duy trì tối đa 126 km/h và gió giật lên tới 180 km/h. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo khi tiến đến gần đất liền vào thứ Ba, bão có thể mang theo gió mạnh và thời tiết khắc nghiệt trên diện rộng. Sức gió duy trì có thể đạt tới 162 km/h và gió giật tối đa lên tới 216 km/h. Bão San San dự kiến sẽ tiếp cận hoặc đổ bộ vào đảo Honshu hoặc Shikoku vào sáng ngày 28 tháng 8. Cơn bão sẽ gây thời tiết khắc nghiệt cho miền Tây và miền Đông Nhật Bản trong suốt tuần, sau đó di chuyển về phía Đông Bắc vào ngày 29 tháng 8 và tới Hokkaido vào ngày 30 tháng 8. Trước tình hình ngày một căng thẳng của bão, hai công ty vận tải là Japan Railway Center và Japan Railway West đã thông báo có thể tạm dừng hoặc trì hoãn kéo dài trên toàn bộ hoặc một số tuyến đường sắt như Shinkansen Tokaido và Sanrio vào hai ngày 27 và 28 tháng 8. Trong khi đó, Japan Railway East cũng cảnh báo về khả năng hoặc hủy chuyến đáng kể trên nhiều tuyến Shinkansen vào ngày 28 tháng 8, bao gồm các tuyến tàu cao tốc Joetsu, Hokuriku, Tohoku, Yamagata và Akita, ảnh hưởng có thể kéo dài đến ngày 30 tháng 8. Tại các tỉnh Fukui và Ishikawa, người dân và du khách cần đề phòng tình trạng nước biển dâng do bão vào ngày 27 tháng 8. Hai ngày sau đó, nhiều khu vực có thể hứng chịu gió mạnh, sóng cao và mưa lớn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra cảnh báo về khả năng thiệt hại mùa màng do gió mạnh ở Hokuriku, nơi đang trong hoặc sắp bước vào mùa thu hoạch. Cơn bão San San dự kiến sẽ mang mưa lớn đến miền Tây và miền Đông Nhật Bản, chủ yếu đến các khu vực dọc bờ biển Thái Bình Dương từ ngày 27 đến 28 tháng 8. Trong 24 giờ cho đến tối ngày 28 tháng 8, lượng mưa có thể lên tới 400mm ở Tokai, 300mm ở Kinki, Shinkoku, miền Nam Kyushu và 200mm ở miền Bắc Kyushu. Dự kiến biển động dữ dội với những đợt sóng dâng cao vào ngày 27 tháng 8. Cơ quan chức năng cảnh báo về sức gió mạnh, lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp, mực nước dâng cao và lũ sông như sóng cao. Công ty đường sắt trung tâm Nhật Bản cho biết có thể hủy dịch vụ cao tốc Tokaido và Shinkansen do bão. Trong khi đó, chuyên gia thời tiết của Enki Research cho biết khi đổ bộ vào Nhật Bản, bão San San có thể gây thiệt hại nặng nề lên tới 10 tỷ đô la Mỹ do gió giật, nước dâng và mưa lũ. Cơn bão sẽ mang nước dâng đến bất cứ nơi nào nó tấn công. Watson lưu ý nếu cơn bão quét qua khu vực Osaka, Kobe, thiệt hại có thể lên tới 12 đến 20 tỷ đô la Mỹ. Trước tình hình bão diễn biến phức tạp, du khách Nhật Bản cần cập nhật thông tin theo dõi thời tiết và cảnh báo bão thường xuyên từ các nguồn chính thống, chuẩn bị sẵn sàng cho việc hủy hoặc thay đổi kế hoạch đi lại, tránh di chuyển không cần thiết trong thời gian bão đổ bộ và sau đó, chuẩn bị đồ dự phòng như thực phẩm, nước uống, pin dự phòng và đèn pin trong các trường hợp mất điện. Nếu đang ở vùng ven biển, chú ý đến cảnh báo sóng cao và nước biển dâng. Tuân thủ hướng dẫn sơ tán nếu có từ chính quyền địa phương. Cần giữ liên lạc với đại sứ quán hoặc lãnh sự của nước mình tại Nhật Bản để được hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Du khách cần hết sức thận trọng và ưu tiên an toàn bản thân trong thời gian bão đổ bộ. Thưa quý vị, tin bão mới nhất của CNN cho hay bão nhiệt đới Hon đang đe dọa tấn công vào Hawaii của Mỹ. Cơn bão mới nhất Hon là bão số 1 hình thành trong mùa bão năm nay ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương. Hon cũng là cơn bão đầu tiên hình thành ở trung tâm Thái Bình Dương kể từ năm 2019. Dự báo, bão Hon đang di chuyển tới khu vực đảo lớn của Hawaii và sẽ gây mưa lớn, gió mạnh, biển động nguy hiểm và cả nguy cơ hỏa hoạn trong bối cảnh Hawaii trong quá trình hồi phục sau một trong những vụ cháy rừng tàn khốc nhất ở Mỹ vào năm ngoái. Từ tối ngày 24 tháng 8, Thống đốc Hawaii George Green đã ban bố tình trạng khẩn cấp do các mối đe dọa từ bão Hon và nguy cơ hỏa hoạn gia tăng ở tiểu bang. Giai đoạn cứu trợ khẩn cấp do thảm họa sẽ tiếp tục cho đến ngày 26 tháng 8. Các cơn bão liên tục hình thành trong mùa bão Thái Bình Dương năm nay, nhưng không có cơn bão nào trong số 7 cơn bão ở khu vực Đông Thái Bình Dương tiến gần Hawaii. Bão nhiệt đới Hon đang cách Honolulu khoảng 500 km và di chuyển với tốc độ khoảng 23 km/h, với sức gió duy trì mạnh nhất là 105 km/h. Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, dự kiến bão sẽ mạnh lên trong 24 giờ đến 36 giờ tới, với cường độ bão Hon đạt đỉnh ở mức gần với cường độ bão Cuồng Phong vào ngày 25 đến ngày 26 tháng 8. Sức gió mạnh nhất của cơn bão có thể kéo dài từ cuối ngày 24 đến ngày 25 tháng 8. Gió mạnh làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ hỏa hoạn ở một số khu vực của tiểu bang Hawaii, nhất là ở những nơi gió mạnh hơn mà không có mưa kèm theo. Cảnh báo đỏ đã được ban hành cho các khu vực bờ biển phía Tây và phía Nam của mỗi hòn đảo trong chuỗi đảo Hawaii. Lahaina, hòn đảo bị tàn phá trong trận cháy rừng vào năm ngoái, cũng đang trong tình trạng cảnh báo đỏ. Nguy cơ cháy rừng tăng đặc biệt đáng lo ngại.
vì tình trạng hạn hán ở tiểu bang Hawaii năm nay tồi tệ hơn so với thời điểm xảy ra cháy rừng tàn khốc vào năm ngoái. Cháy rừng ở Maui vào tháng 8 năm ngoái đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và gây thiệt hại 6 tỷ đô la Mỹ. Với lượng mưa của Hồn, tình hình thời tiết dễ cháy có vẻ không nghiêm trọng như những đám cháy năm ngoái, nhưng nếu cỏ và cây bắt lửa, các đám cháy có nguy cơ bùng lên. Gió mạnh có thể thổi bùng các ngọn lửa và nhanh chóng lan sang các địa điểm lân cận. Vào thời điểm xảy ra đám cháy năm ngoái, khoảng 15% tiểu bang đang trải qua hạn hán ở mức độ trung bình. Tính đến ngày 20 tháng 8 năm nay, hạn hán ở mức trung bình trở lên đã được ghi nhận ở 73% Hawaii. Các nhà dự báo bão nhận định, bão Hồn sẽ mạnh lên vào cuối ngày 25 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 và có thể trở thành bão cuồng phong trong thời gian ngắn. Ngoài bão Hồn, Hawaii đang đối diện với ảnh hưởng của một cơn bão khác. Kinba là cơn bão cuồng phong cấp 3 từ tối ngày 24 tháng 8. Cơn bão Kinba hình thành từ khu vực Đông Thái Bình Dương và tiếp tục di chuyển về phía Tây trong những ngày tới. Cơn bão cuồng phong Kinba dự báo yếu đi khi tiến đến gần đảo Hawaii, nhưng có thể gây ảnh hưởng tới thời tiết tiểu bang vào cuối tuần tới. Thưa quý vị, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu đã đưa ra dự báo khí hậu giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024 trên cơ sở phân tích diễn biến khí hậu, mô hình thống kê của Viện, bản tin dự báo của các trung tâm khí hậu lớn trên thế giới. Theo đó, về hoạt động của ENSO, chỉ hai hiện tượng El Nino và La Nina hiện tại, điều kiện khí quyển đại dương phản ánh trạng thái trung tính. Dự báo, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong tháng tới, từ tháng 8 đến tháng 10 với xác suất khoảng 70%. Cường độ gió mùa hè mạnh hơn trung bình nhiều năm ở giữa và cuối mùa. Gió mùa hè có khả năng kết thúc ở mức xấp xỉ đến muộn hơn trung bình nhiều năm. Xu thế nhiệt độ trong 3 tháng, từ tháng 8 đến tháng 10, nhiệt độ cao hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ trên hầu hết cả nước. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng tiếp tục kéo dài đến tháng 9 năm 2024. Trong đó tập trung chủ yếu vào tháng 8 và khả năng sẽ xuất hiện các kỷ lục cao về nhiệt độ. Tổng lượng mưa trong 3 tháng tới có khả năng xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm ở Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Tổng lượng mưa ở Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cũng theo cơ quan nghiên cứu về khí hậu, cần đề phòng các đợt mưa lớn gây ra lũ lụt, ngập lụt cho khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mùa mưa trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc ở mức xấp xỉ đến muộn hơn trung bình nhiều năm. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu nhận định, từ tháng 8 đến tháng 10, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam cao hơn trung bình nhiều năm. Theo đó, trung bình nhiều năm có khoảng từ 7 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4 đến 6 cơn bão ảnh hưởng đến Việt Nam trong cùng giai đoạn kể trên. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam trong năm 2024 ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm và tập trung vào nửa cuối mùa bão. Trung bình có khoảng từ 12 đến 14 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, 8 đến 9 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Riêng khu vực miền Trung, số lượng xoáy thuận nhiệt đới có khả năng ở mức cao hơn so với mức trung bình nhiều năm. Đề phòng các cơn bão có cường độ mạnh xuất hiện dồn dập vào nửa cuối mùa bão.